Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 25 tháng 6 năm 2020. Và trước màn ảnh nhỏ quý vị đây thì hôm nay chúng tôi là vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế Âu Á Trương Voi. Bộ này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Thiệp tại xã Cấp Dẫn, Cẩm Khê, Phú Thọ, ở gần cơ sở chúng tôi. Thì đây bộ bàn giảm này bao gồm có 6 món nhé. Và chúng tôi vừa hoàn thiện lên rồi. Một lúc nữa thì chúng tôi sẽ vận chuyển và bàn giao cho khách hàng. Trước khi tôi bàn giao thì có quay lại một video clip để giới thiệu đến mọi người. Trước mặt là tổng thể bộ sản phẩm đây. Phía bên này là hình ảnh của chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn này thì có kích thước là 2m35 và sâu 60, cái kích thước khuôn tranh. Ván mặt là ván mặt liền. Đây toàn bộ chúng tôi là chất liệu gỗ hương đá. Hương đá nhập khẩu Nam Phi. Vân gỗ rất là đẹp. Quý vị thấy vân gỗ đây. Phần vách này là có đục, chúng tôi đục tứ quý tùng trúc cúc mai. Ở giữa là có vách sen. Bốn vách hàng tôi đã hoàn thiện BU bóng mờ rồi. Rất là kỹ đây, quý vị có thấy rồi. Phần tay này, cái vân gỗ rất là đẹp, vân gỗ sụn. Tay là đục đồng tiền, cũng như đầu tay là con cá. Mang ý nghĩa là may mắn cũng như là tài lộc cho gia chủ. Cái phần ván mặt đây quý vị nhé. Ván mặt gỗ hương. Vườn vèo quá là đẹp. Cái phần trương này chúng tôi là trương đục chạm trương voi như ý. Chính giữa là có hai chú lân. Hai chú lân đã hoàn thiện rất là kỹ rồi. Rất là đẹp. Để quay tổng quát cái trương đoạn dài quý vị. Đây là phần bàn này. Bàn này có kích thước là 1m47 chiều dài và chiều ngang là 77, mặt liền tấm. Có hai ngăn kéo quý vị nhé. Còn chiếc đôn này thì chiếc đôn này có kích thước là dài rộng là 40, cao cũng là 40. Chiếc đôn ngồi và phía bên trong thì là một chiếc đôn kẹp bàn có kích thước là 40 nhưng với 77. Và cao, chiều cao cao bằng phần mặt bàn luôn. Đôn nối đầu bàn. Phía bên này là hình ảnh của hai chiếc ghế nhỏ. Hai chiếc ghế nhỏ thì có kích thước quân tranh là 85 để ngang và sâu là 60. Chiều sâu là cũng tương tự như chiếc ghế dài, sâu 60. Và cũng là đều là đục tứ quý như trương voi hết. Hàng gỗ lạp thì là chúng tôi chọn rất là đẹp, là vân gỗ hương tự nhiên, vô cùng giá trị. Góc máy này hơi ngược sáng một chút, quý vị hơi khó nhìn. Cận cảnh cái chi tiết thì quý vị xem được cái độ hoàn thiện rất là kỹ. Vách đục chạm rất là sắc nét nhé. Cái chi tiết hoa văn này rất là sắc nét, cũng như tôi làm mà hoàn thiện rất là kỹ. Sơn là sơn BU bóng mờ. Chiếc ghế trong này cũng vậy. Thì mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Để tôi quay lại tổng thể cái bộ ghế này cho quý vị xem và hình dung được. Quý vị có thể liên hệ tới chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình kia là 0987 510 816. Website là đồ gỗ tùng 8.com. Và cơ sở của tôi thì có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng các sản phẩm đồ gỗ nội thất, phòng khách cũng như là phòng thờ theo yêu cầu của khách hàng. Quý vị quan tâm thì hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi được những video clip mới nhất của chúng tôi. Rồi xin chào mọi người nhé, và hẹn gặp lại trong những video clip khác.